Trong dòng nước chảy hàm chứa cái đạo của một bậc quân tử lập thân xử thế. Nó chảy mãi không dứt, thấm nhuần vạn vật, mang đến cho đại địa một sức sống tựa như là có đức. Tuy nó có trăm khúc ngàn quanh, nhưng cuối cùng rồi cũng chảy về hướng đông, cũng giống như là có chí. Dù phải đối mặt với vách cao vực thẳm, nhưng vẫn hăng hái tiến lên, giống như là có dũng. Nước chảy xuôi dòng rộng lớn vô cùng mà không chảy ngược, tựa như là có đạo. Trong xanh thấu suốt, muôn vật đều nhờ nước mà có thể tẩy trừ ô uế, trong sạch tự thân, giống như là khéo giáo hóa. Nước sông có nhiều đức tính tốt như thế, không phải là cái đạo của một bậc quân tử lập thân xử thế hay sao? Khổng Tử. Năm 489 trước công nguyên, nước Ngô xâm phạm nước Trần, Sở Chiêu Dương dẫn viện binh đến cứu nước Trần. Tâu hoàng thượng, đây là điềm đại hung. Nếu như chúng ta giao chiến với nước Ngô thì hoàng thượng sẽ gặp đại họa. Vậy phải lui binh sao? Đúng vậy. Quả nhân đã kết liên minh với nước Trần. Như hôm nay nước Trần gặp nạn, quả nhân đâu thể gác lại không lo. Hơn nữa, nước Ngô xâm phạm không chỉ có một mình nước Trần, mà còn là muốn xưng bá với chư hầu nữa. Nếu nước Ngô xưng bá thì tất nhiên sẽ nguy đến nước Sở, và quả nhân sẽ chết uổng mạng. Ta cũng không thể mở mắt nhìn nước Ngô xưng bá. Nếu hoàng thượng không chịu lui binh thì có thể chuyển tai họa sang các vị đại phu. Làm như vậy thì hoàng thượng mới có thể bình an khỏe mạnh. Tâu hoàng thượng, nước Sở không thể không có người. Hạ thần nguyện hiến thân vì hoàng thượng. Hoàng thượng, hạ thần nguyện hiến thân vì hoàng thượng. Quả nhân đâu có tội lỗi gì lớn. Ông trời có thể để ta chết yểu ư? Nếu quả nhân thật sự có tội thì sẽ bị ông trời trừng phạt. Các vị đại phu, các khanh đều là cánh tay của quả nhân. Nếu quả nhân chuyển tai họa sang cánh tay của mình thì có lợi gì đâu? Nếu thật sự có tai họa giáng xuống thì hãy để một mình quả nhân tự chịu lấy. Hạ thư có nói, Doãn Tư Tại Tư chính là trồng dưa đặng dưa. Vua nước Sở thông hiểu đại đạo, đất nước ắt được phục hưng.
Hoàng thượng của tôi nghe nói Khổng Phu Tử ở nước Trần, nên đặc phái tiểu thần đến đây mời thỉnh, mong rằng người chịu đi đến nước Sở. Đây là bức thư đích thân hoàng thượng viết cho người. Cảm ơn. Gần 10 năm nay, Khổng Khâu luôn tìm kiếm bậc vua hiền minh. Được làm thần dưới tay của một vị vua như vậy, Khổng Khâu rất là vui mừng. Khổng Phu Tử, như hôm nay hai nước Sở Ngô đang giao chiến, còn nước Trần thì hỗn loạn. Vua của tôi mời các vị đến phụ hàm của nước Sở nghỉ trước, rồi sau đó binh lính phụ hàm sẽ hộ tống các vị về kinh đô. Sau khi vua tôi về nước sẽ lập tức triệu kiến các vị. Khổng Phu Tử, vua tôi đặc biệt chú ý dặn dò người là trên đường đến phụ hàm xin hãy hết sức cẩn thận. Nếu như gặp phải chiến sự, tránh được thì tránh, nếu tránh không được thì đừng có mạo hiểm gắng làm. Nếu được thì nên chọn một nơi an toàn, đợi chiến sự qua đi hãy tiếp tục lên đường. Các người thấy đấy, hoàng thượng nước Sở đã lo cho chúng ta chu đáo như thế. Xin người bẩm lại với hoàng thượng, Khổng Khâu sẽ không vì chiến sự hỗn loạn mà thay đổi ý niệm đến nước Sở, và cũng không vì đó mà để mất thời gian. Khổng Khâu sẽ lập tức lên đường. Xin hỏi hai vị trưởng giả, bến đò nằm ở đâu? Hai vị trưởng giả, xin chỉ dùng bến đò ở đâu? Xin hỏi hai vị trưởng giả, bến đò phàm việc bất quá tam. Ta hỏi ngươi mới phải, vị trưởng giả cao lớn đứng đằng kia là ai vậy? Đó là phu tử trọng ni của chúng tôi, không chịu lao động, tri thức rỗng thì kể gì là phu tử. Ngươi phu tử chúng tôi không ngừng học tập, dạy người không biết mỏi mệt, sự cố gắng đó còn vượt xa cả lao động chân tay. Ông ấy không sợ gian nan, chu du khắp nơi để truyền bá cái đại đạo trị nước, thì cần gì phải bận tâm đến vấn đề lương thực. Hai vị trưởng giả, các vị có thể không chỉ bến đò, nhưng không nên làm nhục phu tử trọng ni. Người nói cũng có lý, nhưng mà không biết người có nghĩ đến không, bốn mùa xoay dần có cái trật tự của nó. Vị của thiên hạ cũng sẽ không vì mấy câu nói có lý này mà có thể thay đổi. Đúng vậy, Khổng Khâu hành đạo đã nhiều năm nhưng đâu có hiệu quả gì đâu. Người chu du khắp nơi rõ ràng là không tìm được bến mà.
Chúng tôi đang chu du thiên hạ, nhưng thiên hạ có ngàn vạn con đường thì làm sao có thể biết hết. Cho nên tôi mới đến đây thỉnh giáo hai vị. Tôi không dám nhận, và chúng tôi cũng không biết bến đò nằm ở đâu. Chúng tôi chỉ biết sau cơn mưa dầm, nước sông dâng tràn, tự phình tất tự tiêu, cách tìm bến đò tốt nhất chính là chờ đợi. Còn nữa, bất cứ việc gì trong thiên hạ cũng đều theo cái lý này. Họ còn nói gì nữa không? Họ còn nói thiên hạ ngày nay không còn biết đạo, và một vị vua theo phu tử tránh xa vô đạo, chi bằng theo phu tử lánh xa thế gian, ẩn cư trong núi rừng. Con người không phải chim thú, đâu thể coi núi rừng là nhà. Nếu như thiên hạ có đạo, thì chúng ta cần gì phải chịu khổ bôn ba khắp nơi cứu vớt thế gian? Mọi người chia nhau đi tìm đò đi. Các người theo ta đi bái kiến hai vị trưởng giả đó. Chủ trương của họ có thể là trái với phu tử. Hai vị trưởng giả đó là bậc ẩn sĩ có học vấn. Tuy chủ trương của họ trái với ta, nhưng chúng ta phải thỉnh giáo để học hỏi. Khổng Khâu bái kiến hai vị ẩn sĩ. Chúng tôi đang bưng đồ nên không tiện đáp lễ, xin Khổng Tử lượng thứ. Nhà tranh như ổ chim, chỉ hợp với người náo thân như chim thú. Các vị là người hành đạo, hay là hãy ngồi tạm bên ngoài. Mời. Mời. Bọn ta biết ngươi nhất định sẽ đến đây, do đó trước khi ngươi đến, ta đã xem cho ngươi được quẻ này. Khổng Khâu vốn không có xem bói. Ngươi không cần phải để ý. Bọn ta sống trong rừng đã lâu nên không biết làm gì, chỉ biết xem bói, đọc sách dịch là niềm vui. Bất cứ ai đến đây, bọn ta cũng đều xem cho một quẻ, coi thử vận mệnh của họ như thế nào. Xin bỏ qua cho Khổng Khâu nói thẳng. Xem bói để mong biết được vận mệnh của người khác dường như là một cách không đáng tin. Không biết người có đọc qua Chu Dịch chưa? Tôi có đọc, nhưng chưa có nghiên cứu kỹ, vì Khổng Khâu không có nói đến quái lực loạn thần. Người sai rồi. Trong sách Chu Dịch quý không có liên quan đến quái lực loạn thần. Trong đó hàm chứa cái triết lý sâu xa, cho người biết sự biến hóa vô cùng của trời đất vạn vật. Không phải là ngươi rất sùng bái Văn Dương Chu Công sao? Vì vậy ngươi cần phải nghiên cứu cho kỹ bát quái của Văn Dương. Sau đó ngươi cần phải biết phát sinh cách nhìn mới đối với Chu Dịch. Thế thì xin ẩn sĩ giảng rõ cái đạo lý sâu xa trong Chu Dịch có được không? Sự rộng lớn phong phú trong Chu Dịch chỉ có bậc thánh nhân mới có thể nói rõ, còn bọn ta chỉ có thể nói sơ qua cái quẻ mà ta đã bói cho ngươi. Quẻ khảm ở dưới, quẻ đoài ở trên. Đây là quẻ khốn. Ý của quẻ là khốn hanh trinh đại nhân cát vô cửu hữu ngôn bất tính. Khốn chính là khốn cùng, tiến thoái lưỡng nan. Hanh trinh chính là thông đạt, giữ vững tín nhiệm. Quẻ này ý muốn nói quẻ dưới là khảm. Khảm chính là nước, tượng trưng cho quân tử bị khốn bởi tiểu nhân có lòng hiểm ác, cho nên gọi là quẻ khốn. Quẻ trên là đoài. Đoài nghĩa là đầm nước, là nói tuy quân tử bị dây trong cảnh khốn nhưng vẫn tự có niềm vui, đồng thời nắm giữ niềm tin và chí hướng của mình.
Trinh đại nhân các vô cửu, nghĩa là chỉ có bậc thánh hiền đại nhân mới có thể nắm giữ chánh đạo trong hoàn cảnh khó khăn, do đó mà được cát tường. Hữu ngôn bất tín là nói ngươi tuy ở trong hoàn cảnh khốn cùng nhưng vẫn giữ vững niềm tin và chí hướng, mà những lời ngươi nói lại khó làm cho người ta tin. Do đó ngươi phải nên ẩn nhẫn giữ lặng im. Xin hãy giảng tiếp đi. Quẻ này tiết lộ người là bậc thánh hiền, mà giải quẻ cho thánh hiền là tổn thọ. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu. Khổng Khâu không phải là thánh hiền, mà chỉ là một kẻ sĩ nghèo nàn phiêu bạt bên ngoài. Bất luận người có phải là thánh hiền hay không, chúng tôi chỉ mong rằng có ai đó có thể giải thích rõ Chu Dịch. Đây là Chu Dịch mà chúng tôi dùng, xin người hãy nhận lấy. Tôi tin rằng người có thể lãnh ngộ sâu sắc hơn chúng tôi. Nếu các vị coi ta là thánh hiền mà ban cho Chu Dịch thì Khổng Khâu thật không dám nhận. Còn nếu vì thấy ta chưa nghiên cứu kỹ Chu Dịch mà ban cho thì Khổng Khâu rất là cảm tạ. Chúng tôi rất khâm phục tính cẩn thận học hỏi của người. Dù người có là thánh hiền hay không, cũng xin nhận sâu sắc này. Khổng Khâu nhất định sẽ nghiên cứu kỹ. Cảm ơn hai vị ẩn sĩ. Người đã đi chu du các nước, chịu nhiều đắng cay mà không được toại chí. Chúng tôi vốn định khuyên người mấy câu, nhưng sau khi bói được quẻ này thì chúng tôi không còn muốn nói gì nữa. Ông trời đã sắp đặt tất cả mọi việc, sự khốn cùng của người cũng là định số. Phu tử, người có tin lời hai vị ẩn sĩ đó nói không? Người nói đi. Con cảm thấy những lời họ nói cũng có lý. Bộ sách Chu Dịch này xem kỹ ra quả thật là vô cùng sâu sắc. Phu tử, người có tin quẻ khốn mà họ nói không? Không tin. Nhưng lương thực của chúng ta còn ít. Xem ra ngươi tin quẻ khốn mà hai vị ẩn sĩ đó nói. Yên tâm đi, khốn cùng là chỉ cho đại đạo không thể thực hành. Chúng ta cũng không đến nỗi vì thiếu lương thực mà khốn cùng. Lương thực còn ít à? Các ngươi nghe. Hình như đó là tiếng binh xa. Phu tử, có chuyện gì thế? Các người xem. Là binh xa. Có phải binh xa qua đường đó không? Không phải là đi qua.
Có phải người là Khổng Khâu của nước Lỗ đó không? Ta chính là Khổng Khâu. Xin hỏi, có phải các vị muốn sang nước Sở không? Đúng vậy. Ta phụng mệnh hoàng thượng đến báo với các vị là các vị không được đến nước Sở. Xin Tư Mã nói rõ nguyên nhân vì sao chúng tôi không được đến nước Sở. Vì hoàng thượng của ta nói các người đều là nhân tài kiệt xuất, nếu đi giúp nước Sở thì vô cùng bất lợi cho nước Sái ta, do đó các người không được sang nước Sở. Tư Mã, nhân đức và lễ trị là chủ trương nhất quán của ta. Dù có đến quốc gia nào, ta cũng không tán thành việc mạnh hiếp yếu, vì điều này không hợp với nhân đức và lễ trị. Nếu nước Sở có thể tiếp nhận chủ trương của ta, thì có thể tránh khỏi trận loạn chiến trước mắt. Sau này, có lẽ ta cũng sẽ đến nước Sái các ngươi, hoặc là một nước khác. Vì mục đích của ta là muốn nhân đức và lễ trị phổ biến khắp trong thiên hạ. Nỗi lo của hoàng thượng các ngươi hoàn toàn không cần thiết. Ngươi nói thật hay, nhưng lệnh của hoàng thượng ta không dám trái lại. Nếu chúng tôi nhất thiết phải đi nước Sở thì sao? Thì ta sẽ không để cho các ngươi đi. Khổng phu tử, chỉ cần người chấp nhận lời yêu cầu của ta không đến nước Sở, thì ta sẽ lập tức thả người đi. Thế thì ta đành phải xin lỗi các vị vậy. Ta sẽ dây chặt các người tại đây, đến khi nào người nhận lời mới thôi. Kể từ bây giờ, ta không cho phép bất cứ người nào đi trên con đường này. Ai trái lệnh, giết. Đi. Phu tử, thế nào rồi? Đi không được. Đi tìm chút thức ăn cũng không được nữa à? Đúng vậy, bọn họ nói phải nhận lời không đi nước Sở họ mới cho đi. Phu tử, để con mang theo bức tín thư của hoàng thượng nước Sở, thừa dịp đêm tối sẽ lẻn ra đi tìm quân Sở ở Phụ Hàm đến giúp chúng ta. Có được không? Cứ thử xem sao. Cao Sài à, phải cẩn thận đấy. Nếu đi không được thì phải mau trở lại nhé. Chúng ta còn có chút lương thực này. Bắt đầu từ ngày mai, ngoài phu tử ra, còn lại chúng ta ăn rau dại cho đỡ đói. Phu tử, người ăn cơm đi.
Vẫn còn lương thực ăn sao? Thưa còn, người ăn trước đi phu tử. Phu tử, chỉ có trong giỏ của ta là có lương thực ư? Đây là ý của ai? Của ai? Dạ của con. Ngươi ăn giỏ này đi. Phu tử, ta xin ngươi hãy ăn đi, được không? Phu tử, ngươi ăn không được, đúng không? Vậy lẽ nào ta cũng ăn được ư? Trọng Do, ngươi theo ta đã hơn 30 năm rồi. Ngươi không nên làm như vậy. Phu tử, đây là ý chung của mọi người. Chúng con tuổi vẫn còn trẻ, có thể chịu được. Xin phu tử đừng vì vậy mà trách chúng con. Không phải là ta trách, mà ta muốn là qua đó làm cho các ngươi hiểu rõ, chúng ta là người một nhà. Tuy ta lớn hơn các ngươi mấy tuổi, nhưng chúng ta đang đối mặt với khó khăn, nên chúng ta phải đồng cam cộng khổ. Ta khẩn cầu mọi người, đừng chỉ xem ta là phu tử của các người, mà còn hãy xem ta là một huynh trưởng của các người. Phu tử.
Phu tử, phu tử. Trọng Do, phu tử, người không sao chứ? Ta không sao. Phu tử, để con ra ngoài xem thử. Ghi lại, ghi lại, mau lên. Qua đây, qua đây, qua bên này nè. Mau lên, giữ chặt sợi dây. Mau giữ chặt sợi dây. Mau giữ chặt sợi dây. Giữ chặt sợi dây. Phu tử, phu tử, này, có thấy nhan khắc đâu không? Không thấy. Nhan khắc. Có thấy nhan khắc đâu không? Không thấy, không thấy. Nhan khắc. Nhan khắc. Nhan khắc. Nhan khắc. Nhan khắc. Nhan khắc. Hãy nói với Trọng Do, có lẽ Nhan Khắc đã đi rồi. Huynh Tử Lộ, huynh Tử Lộ, huynh Tử Lộ, phụ tử nói Nhan Khắc có lẽ đã đi rồi. Mau trở về đi. Đi đi. Đi về đi. Huynh Tử Lộ, đi về đi. Thank you.
Huynh Tử Lộ, hãy khuyên phu tử, đàn mãi cũng không thể thoát khỏi cảnh khốn. Nếu làm như vậy nữa thì chúng ta, phu tử cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Phu tử, chúng con có điều này muốn thưa với người. Người nói đi. Phu tử, người đàn mãi cũng không thể thoát khỏi cảnh khốn cùng. Theo ý ngươi thì thế nào là khốn cùng? Giống như chúng con đây chính là khốn cùng. Mọi người muốn nói gì nữa không? Ta có mấy lời, tuy ngược lại với trọng do, nhưng sẽ tốt hơn. Ta không tán thành cách nói của trọng do. Người xưa có nói, quân tử cùng với đạo mới gọi là cùng. Đã không chịu được cảnh khổ mà quên mất chí hướng, và theo đuổi mưu cầu được sống trong sự nghi hoặc thì gọi là khốn. Chúng ta tuy đã nhiều lần gặp phải tai họa, nhưng chưa từng quên mất chí hướng và theo đuổi. Tuy chúng ta cùng đường tuyệt lương thực giữa hai nước Trần Sái, nhưng vẫn giữ gìn trọn vẹn cái đạo nhân đức. Việc này lẽ nào gọi là khốn cùng ư? Phu tử, xin ngồi xuống hay nói. Kinh Thi có nói, không phải là tê tê, không phải là cọp, tại sao lại quanh quẩn trong rừng hoang? Cái đạo của Khổng Khâu chẳng phải là tà ác, thế thì tại sao lại không được người đời hiểu, mà còn cho là quanh quẩn trong rừng rậm, giống như loài thú hoang? Trọng Do, người nói đi. Có lẽ cái nhân đức của chúng ta vẫn chưa đủ, cho nên người đời mới không chịu tin. Hoặc là trí tuệ của chúng ta vẫn chưa đủ cao, cho nên người đời mới không chịu tiếp nhận. Nếu nói có nhân đức thì sẽ được người đời tín nhiệm, vậy thì người đời không có ai có nhân đức hơn Bá Di, Thúc Tề, nhưng họ lại bị chết đói ở trên núi Thủ Dương. Nếu nói người có trí tuệ thì người đời sẽ tiếp nhận chủ trương, thì ta thấy Tỷ Can triều nhà Ân là người có đủ thông minh, nhưng lại bị Trụ Dương mổ bụng mà chết. Phu tử, thế thì chúng ta phải làm thế nào mới có thể được người ta chấp nhận? Đoan Mộc Tứ, người nói thử xem. Đệ tử cho rằng, không biết có phải cái đạo của phu tử quá cao sâu không, cho nên thế gian mới khó hiểu được. Nếu cái đạo của phu tử hơi linh hoạt một chút, hoặc hạ thấp một chút, thì có lẽ người nông dân giỏi cày cấy chưa chắc gì đã thu hoạch trúng mùa, người làm ra khí cụ đẹp đẽ cũng chưa chắc gì gặp được người biết mua hàng chân chánh. Một bậc quân tử giữ đại đạo cũng giống như vậy, chưa chắc sẽ được người đời hiểu cho.
Chính vì không được hiểu, cho nên hạ thấp cái chí hướng của mình. Như vậy thì còn coi là quân tử cái gì nữa? Đoàn Mộc Tứ, ngươi còn thiếu cái chí hướng cao lớn. Nhan Hồi à, ngươi nói đi. Thiên hạ không chấp nhận cái đạo của phu tử, chính là vì cái đạo của phu tử quá cao sâu. Nếu như cái đạo của phu tử không cầu cao sâu thì phu tử có lỗi. Như hôm nay, cái đạo của phu tử cao sâu, không được người đời tiếp nhận. Đây không phải là lỗi của phu tử, mà là cái lỗi của kẻ nắm quyền quốc chính trong thiên hạ. Người hiểu ta chính là ngươi vậy. Một bậc quân tử chân chánh, dù ra sao đi nữa, cũng không được hạ thấp và càng không được quên mất cái chí hướng của mình. Kẻ tiểu nhân thì hoàn toàn ngược lại, gặp gian khổ trước mặt thì lay động, thoái lui, thậm chí còn làm ra các hành động thấp hèn. Ta thân làm đại phu, luôn mong các ngươi có thể trở thành một bậc quân tử nhân đức chính hiệu. Phu tử, con đã hơn 50 tuổi rồi mà vẫn chưa có tiền đồ gì. Xin người đừng chê trách. Phu tử, hãy tấu một bản cho chúng con nghe đi. Đúng rồi, hãy tấu một bản đi. Được. Thank you.
Khổng Tử được quân Sở giải vây nên đã bình yên thoát hiểm. Phụ Hàm bây giờ quả nhân muốn ban cho hắn đất phong 700 dặm. Các thành thấy thế nào? Hoàng thượng, người có hiểu hết số đệ tử của Khổng Khâu không? Quả nhân có biết một chút. Sứ giả của hoàng thượng có thông minh hơn Tử Cống không? Không. Người phụ tá của hoàng thượng có trung thành hơn Nhan Hồi không? Không. Tư Mã của hoàng thượng có dũng cảm hơn Tử Lộ không? Cũng không. Cung y của hoàng thượng có tinh thông hơn thần không? Cũng không. Hoàng thượng, các đệ tử của Khổng Khâu còn xuất sắc như vậy thì nói chi đến Khổng Khâu. Nếu hoàng thượng phong cho hắn 700 dặm đất thì thế lực của Khổng Khâu rất có thể sẽ vượt qua hoàng thượng. Khổng Khâu sẽ vượt qua hoàng thượng. Mấy ngày nay gian khổ coi như là không uổng công. Phu tử rốt cuộc đã tìm được nơi để truyền bá đại đạo rồi. Nếu cái đại đạo của phu tử có thể hạ thấp một chút thì kẻ tiểu nhân như ngươi, ông trời chỉ có thể cho ngươi cao như thế. Người sao vậy? Con muốn ngắm nhìn người cho thật kỹ. Người đã hơn 50 tuổi rồi, thật là càng sống càng không có tiến triển gì. Con vốn không có tiền đồ mà. Là ta nói đùa với ngươi đó thôi. Không, phu tử, con thật như vậy mà. Nếu không thì con cũng không nhìn người như vậy đâu. Thật ra là chuyện gì? Hôm qua Thẩm đại phu nước Sở có hỏi con, Khổng phu tử của các ngươi thật ra là người như thế nào. Vậy mà con trả lời không được. Phu tử, con đã theo người hơn 30 năm, vậy mà lại không trả lời được một câu hỏi dễ như vậy. Người nói không có tiến triển gì. Cho nên ngươi mới nhìn ta như vậy. Ngươi có nhìn ra cái đạo lý gì không? Thưa không. Thật ra vấn đề này không khó trả lời. Nếu có ai hỏi lại ngươi thì ngươi có thể nói như vậy: Khổng Khâu là người học không biết chán, dạy không biết mệt, tức giận quên ăn, lo là niềm vui, không biết cái già sắp đến. Hoàng thượng đã băng hà. Hoàng thượng đã băng hà. Hiện giờ Tử Tây đại phu tạm thời nắm quyền quốc chính, xin người bẩm lại với Khổng Khâu, nước Sở đang bận đại tang, Khổng Khâu không tiện đến kinh đô nữa. Sở Chiêu Dương đột nhiên qua đời, khiến cho Khổng Khâu lại mất đi cơ hội ra làm quan.
Sau đó ông lại trở về nước Vệ, sống cho đến lúc qua đời.